Đây là món trứng đắt đỏ được yêu thích tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Món trứng này không hiếm, tức là rất là nhiều nơi có, nhưng lại rất đắt đỏ và được mệnh danh là vàng của California. Vì sao nó lại đắt đến vậy? Cùng tìm hiểu nha. Loại trứng này có màu sắc vàng tươi, kết cấu mịn, thơm nhẹ, ngọt và hơi mặn. Thường được thưởng thức trong các món sushi hoặc là sashimi trong ẩm thực của Nhật. Còn người Việt thì thích nướng mỡ hành hơn. Lý do món này đắt đỏ là vì dù có rất là nhiều loài có hình dáng giống nhau nhưng rất ít loài có thể ăn được. Và để lấy được trứng của nó thì người thợ phải lặn xuống biển sâu và trực tiếp nhặt từng con. Rồi công đoạn tách vỏ cũng phải được thực hiện thủ công bằng tay. Và món này chính là trứng hay là gạch của nhu biển, sea urchin, hay được gọi là cầu gai, nhím biển. Ai thích ăn món này thì giơ chân lên nào.